Xin chào toàn thể anh em đã trở lại với kênh của Sơn Loa Audio nhé. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho anh em một clip mới để giới thiệu cho anh em một dòng loa TX7. Đó là một trong những dòng loa của Đức. Nó là một trong những dòng loa của Đức anh em nhé. Nó là dòng loa của Đức thiết kế mới để nâng cấp cho xe hơi. Và đợt trước em cũng đã làm những đôi loa kèn. Anh em đã thấy cả cái clip mà em test những cái đôi loa kèn, chính là em sử dụng con loa đầu trục TX7 này đấy. Đấy, cho nên anh em đã nhiều anh em qua nhà em nghe những cái đôi loa kèn em làm, anh em rất là nghiện. Tuy rất là bình dân nhưng mà chất âm cực kỳ hay. Và hôm nay thì em về được một ít những cái cặp loa TX7. Về những cặp loa TX7 của Jackmini anh em ạ. Nó là những cái dòng loa của Đức. Đấy, cực kỳ nặng anh em ạ. Đây là dòng loa đồng trục bát 16. Con này em cam kết là rất là hay. Anh em đã nghe, anh em lục lại những cái clip ở trên kênh của em có đăng ấy. Những clip mà test loa kèn, loa kèn em đã làm phiểu kèn ấy. Đã chỉnh lại lắp những cục loa này. Loa đồng trục bát 16 công suất rất là lớn. Đây là dòng loa đồng trục 100W. Tuyệt vời luôn. Con này củ đặc trầm và to và nặng. Đây là dòng loa mới của Đức, nó sản xuất để nâng cấp cho cả cái xe hơi ấy. Tuy đơn giản nhưng mà lên thùng loa kèn nghe rất là sướng. Nhiều anh em rất là thích và muốn mua những cái cặp loa đồng trục như thế này để về lên thùng loa. Thì anh em mà có nhu cầu thì em sẽ nhường lại cho. Tất cả loa đều là loa đồng trục bát 16 và nguyên hộp. Nguyên hộp của nó anh em nhé. Dòng loa TX7 cực kỳ hay. Đấy. Anh em có nhu cầu thì liên hệ em. Em có những cái đôi này em để giá rất là hợp ví cho anh em chơi. Con này là một đôi của nó tầm 2 cân. Gân cao su mềm, bạt rất là lực. Đấy, bạt rất là lực. Chép tích hợp gọi là loa đồng trục. Đấy. Anh em mà có nhu cầu liên hệ với em. Em chia sẻ cho anh em cùng chơi. Còn như đợt trước lọc điện đây anh em này, lọc điện em vẫn còn rất là nhiều. Lô hàng mới về rất là sạch sẽ. Thì cũng giới thiệu luôn anh em có nhu cầu thì nên lấy sớm nha. Hàng này bán nhanh lắm. Vì số lượng thì ít mà những con công suất lớn thế này thì lại rất là hiếm. 6 lỗ mà lại lỗ 4.000W cơ. Lọc, đồ lọc nhiễu 110 dB rất là cao. Đấy, rất là nặng, tầm hơn cân. Rất ok. Thì anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Đấy. Còn cả clip trước thì em cũng đã giới thiệu cái con V5 Pro lên dàn full loa mà bản đặc biệt này thì đã giới thiệu anh em rồi. Từ việc làm điều khiển đầy đủ cho anh em đây này. Đấy, bản này thì bản dành cho những trẻ giàu. Đấy, anh em nghe em thử một đoạn nghe sướng lắm. Sương rơi mênh mang khơi nhiều nhung nhớ cho những ngày vui đã qua. Tôi quay gót ra đi không mang theo gì hơn, nhìn đêm khuya vắng vẻ